không phát sinh gì mới, đợi tin suốt ngày. Với mọi lao động khi đến với EMAS luôn được tư vấn tận tình như thế này để đảm bảo rằng người lao động hiểu rõ chương trình khi tham gia. Và đặc biệt, EMAS cam kết chi phí trọn gói đến khi xuất cảnh, bao gồm như phí khám sức khỏe, tiêm vaccine, đào tạo lưu trú, đồng phục giáo trình học tập, dịch thuật visa, vé máy bay xe đưa đón xuất cảnh và các thủ tục hồ sơ khác. Và đặc biệt, EMAS còn cấp học bổng và hỗ trợ học viên vay chính sách. Tất cả được cam kết bằng văn bản. Chúng tôi cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí nào đến khi xuất cảnh. EMAS cam kết không phát sinh chi phí đến khi xuất cảnh.